ông Bàn Hữu Vượng, dân tộc Giao, trú tại xóm Cộng Hòa, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, là một trong các hộ nghèo được hỗ trợ trâu cái giống theo dự án, hỗ trợ trâu cái nuôi sinh sản thuộc tiểu dự án 1 của dự án 3, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Phú Lương năm 2024. Từ nhỏ, ông Vượng đã bị đục thủy tinh thể, kèm nhiều bệnh lý về mắt, nên thị lực rất kém và chỉ làm được công việc ở những nơi đã thuộc địa hình hàng ngày ông Vượng cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hoan trông cỏ voi và chăn trâu. Ông Vượng cùng vợ hy vọng sang năm trâu sinh trưởng tốt để gia đình có nguồn thu, từ đó trả khoản nợ 60 triệu đồng vay ngân hàng từ nhiều năm nay. Tôi cũng đang mong để cho nó sinh sản ra để cho nó giảm vỡ đỡ, đỡ, đỡ nghèo đỡ khổ sau này cho con cháu với lại trước mắt là bây giờ mình đã tôi đang mong muốn uh, chính quyền cho thuốc phòng bệnh định kỳ để chăm sóc châu bò cho nó đỡ bị bệnh. Anh Ma Văn Diện, chú tại xóm Trung, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, sinh ra trong một gia đình có tới 11 anh chị em. Bố mẹ làm công việc thuần nông, thu nhập thấp, nhà lại đông con nên anh Diện không có điều kiện học tập. Vốn đã không biết chữ, người vợ hiện nay của anh lại bị vấn đề về thính giác, chỉ làm được công việc bóc vỏ cây keo tại nhà là hộ thuộc diện cận nghèo được hỗ trợ châu cái nuôi sinh sản, anh Diện hy vọng cần câu cơm sẽ giúp gia đình thoát nghèo và tạo điều kiện để nuôi dạy người con trai duy nhất trong nhà một cách thật đầy đủ. hàng ngày tôi chăm sóc là cũng cỏ, mà có mà coi là chặt chuối chiếc cho ăn. Tôi mong muốn cũng trong phép định kỳ mình cũng chăm sóc là cũng bên chứa giúp đỡ để chăm sóc, hỗ trợ để tiêm vaccine. Theo ông Nguyễn Huy Hà, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Lương, để công tác phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi đạt hiệu quả cao và hỗ trợ người dân tại huyện Phú Lương, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện sẽ tăng cường công tác tiêm phòng. Trong đó tổ chức các đợt tiêm phòng định kỳ cho vật nuôi nhằm phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm phổ biến, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt mức tối thiểu theo quy định để tránh bùng phát dịch bệnh. Xây dựng hệ thống giám sát, theo dõi sức khỏe vật nuôi tại các trang trại, hộ chăn nuôi và cộng đồng nhân viên thú y cần thường xuyên thăm nông hộ để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp vật nuôi bị nhiễm bệnh thông qua dự án mô hình được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi phong tục tập quán sản xuất chăn nuôi lạc hậu kém hiệu quả chuyển sang phương thức chăn nuôi tiến bộ hiệu quả hơn từng bước nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân giúp các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững